Trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc vừa xảy ra vụ cướp giật với số tiền lên đến 1 tỷ đồng. Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã công bố hình ảnh nhận dạng 3 thanh niên liên quan đến vụ việc này. Ngày 9 tháng 3, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo truy tìm 3 nghi phạm cướp 1 tỷ đồng của người phụ nữ ở đường Mê Linh, phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Thông tin ban đầu, chiều ngày 8 tháng 3, một phụ nữ có tới ngân hàng ở thành phố Vĩnh Yên để rút 1 tỷ đồng, toàn bộ có mệnh giá 500.000 đồng. Sau khi nhận tiền, người này để vào trong túi xách rồi lên ô tô về. Khi về tới nhà, nạn nhân vừa bước xuống ô tô thì bị 3 thanh niên đi trên 2 xe máy áp sát, giật túi xách có 1 tỷ đồng rồi bỏ trốn. Qua xác minh, từ hình ảnh trích xuất camera cho thấy, trước đó một thanh niên đeo kính đã tới ngân hàng để tìm kiếm con mồi, sau đó báo cho hai đồng phạm bên ngoài. Thấy người phụ nữ rút số tiền lớn, chúng đã quyết định bám theo và thực hiện hành vi cướp giật tài sản.